Audi là thương hiệu đã khai phá ra phân khúc xe compact hạng sang thể thao khi họ ra mắt chiếc S3 lần đầu vào năm 1999. Giờ đây, Audi tiếp tục giới thiệu S3 thế hệ mới nhằm cạnh tranh trực tiếp với Mercedes A35 AMG và BMW M135i. Là phiên bản thể thao của A3 thế hệ thứ tư hoàn toàn mới, S3 2021 vẫn bao gồm hai biến thể sedan và sportback 5 cửa. Với sức mạnh đứng đầu trong phân khúc, nên trái tim của S3 2021 vẫn được giữ nguyên so với trước. Khối động cơ 2.0 lít i4 TFSI cho ra công suất cực đại 310 mã lực và mô men xoắn cực đại 400 Nm. Toàn bộ sức mạnh được chuyển tới cả 4 bánh thông qua hộp số ly hợp kép 7 cấp S-Tronic. Nhờ vào một bộ ly hợp đa đĩa thủy lực, lực kéo sẽ được phân chia linh hoạt giữa hai trục trước và sau. Nó được điều khiển bởi mô đun kiểm soát khả năng xử lý, một hệ thống mới giúp kết nối giữa hệ dẫn động Quattro với hệ thống cân bằng điện tử ESC. Hiệu năng của S3 khá tương đồng với những đối thủ. Xe tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 4,8 giây, bằng với M135i và chậm hơn 0,1 giây so với A35 AMG. Tốc độ tối đa của xe vẫn được giới hạn điện tử ở mốc 250 km/h. Bên cạnh hệ thống treo tiêu chuẩn thấp hơn 15mm, Audi cung cấp thêm hệ thống treo S-Sport. Những van điều tiết lưu lượng dầu sẽ cho phép giảm chấn thích ứng với những điều kiện mặt đường chỉ trong vài mili giây. Bộ trợ lực phanh điện mới giúp mang đến khả năng giảm tốc tốt hơn. Cả 4 đĩa phanh đều được thông gió từ bên trong, đi kèm với cụm phanh màu đen hoặc đỏ. Ngoại hình của S3 mới dựa trên gói S-Line của A3 với những chi tiết đậm chất thể thao. Lưới tản nhiệt single frame được sơn đen toàn bộ với bề mặt nan tổ ong to bản. Hốc gió hai bên ấn tượng hơn, trong khi vỏ gương chiếu hậu được xử lý như bề mặt ốp nhôm. Hệ thống đèn Matrix LED sẽ là tùy chọn, với dải đèn ban ngày bao gồm 15 phân đoạn LED tách rời. S3 được trang bị mâm 18 inch tiêu chuẩn hoặc tùy chọn 19 inch. Tinh thần thể thao tiếp tục hiện diện trong khoang nội thất qua những tấm trang trí vân nhôm hoặc carbon. Với tùy chọn cao cấp nhất, S3 sở hữu cụm đồng hồ Virtual Cockpit rộng 12,3 inch, phía bên phải là màn hình trung tâm 10,1 inch. Ghế thể thao được bọc sợi tổng hợp làm từ nhựa tái chế và được tô điểm bởi những đường chỉ khâu tương phản. S3 2021 sẽ được giao cho khách hàng tại châu Âu từ tháng 10 năm nay. Mức giá khởi điểm cho bản Sportback tại Đức sẽ từ 46.303 euro, tương đương 1 tỷ 272 triệu Việt Nam đồng. Vừa rồi là video tìm hiểu chi tiết Audi S3 2021. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy đăng ký và bấm nút chuông bên cạnh để nhận được thông báo của những video giới thiệu về công nghệ và các mẫu xe mới nhất hiện nay của Xe 24 giờ. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.